tiếp chấp 355 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Sau đó hứa thất an rời đi khỏi bữa tiệc, trong lòng thầm nhủ, lần này sứ đoàn đến vừa là một nguy cơ lại là một cơ hội, thân phận của hòa thượng thần thù người của Phật môn rõ nhất. Ta có thể mượn cơ hội này hỏi từ các phía, đào ra nhiều thông tin hơn, như vậy cũng có thể ăn nói với hòa thượng thần thù. Một lát sau hứa thất an tìm đến chỗ Trung Ly mà gọi, Trung Ly, chúng ta đi, Trung Ly đang ăn ngon ở một góc mà bị lôi đi thì không vui bảo, ta còn chưa ăn xong. Một thời gian sau thuyền vẫn cũng đã chậm rãi dừng sát ở bến tàu, đứng lặng bên trên bong tàu là hơn 10 vị đà canh nhân. Từ trên thuyền nhìn xuống quang cảnh kinh thành, Trương Tuần Phủ cảm khái nói, rời kinh hơn hai tháng, Long Đông rời kinh, lúc quay lại lá liễu đã nảy mầm. Vạn vật sinh mới, lão thở dài tiếc nuối nghĩ, hứa ninh yến chiến tử đã hơn mấy tháng, cảm giác bi thương sôi trào lúc đó, nay chìm trong đáy lòng, trở thành đồng liêu thuộc hạ mà chúng ta vĩnh viễn khắc ghi nhiều năm sau nhớ lại thiếu niên nhảy nhót ấy có lẽ trong lòng còn có bi thương nhàn nhạt, nhạt cùng với nuối tiếc như biết được lão tuần phủ đang nghĩ gì khương luật trung trầm giọng bảo chờ sau khi báo cáo xong chúng ta đi tế bái ninh yến dương nghiên lúc này đi xuống trước mặt không biểu tình cắt giọng trầm thấp ta cũng đi rất nhanh sau đó bọn họ cũng đã hộ tống trương tuần phủ về tới nha môn đà canh nhân bên này hứa thất an cũng mang theo trung ly đến nhất đao đường hai bên chạm mặt nhau liền cùng lúc giật mình kêu hửng một tiếng. Trong phút chốc bầu không khí nơi đây bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Bọn họ trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi. Người này là ai? Sao trông giống hứa ninh yến vậy? Nha môn có một vị ngân la như vậy sao? Là anh em sinh đôi sao? Nhưng hứa ninh yến không có anh em. Hứa thất an lúc này vô cùng hoang mang mà nghĩ. Sao họ về rồi? Ta biết sớm muộn cũng sẽ có ngày trùng phùng. Nhưng trong suy nghĩ của ta phương thức mở ra chính xác nên là sau khi bọn người dương nghiên về kinh từ chỗ đồng liêu nha môn biết tin mình chết đi sống lại vô cùng bất ngờ sau đó ai nấy như chó sổng chuồng ôm mình khóc chảy nước mắt trung phung khó xử như vậy là điều mình không nghĩ đến cậu giơ lên một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép tươi cười chào mọi người ta tên hứa thiện tống đình phong lúc này dùng hết sức chỉ tay về phía hứa thất an hỏi với giọng run run cậu cậu là hứa ninh yến từ phía sau Lý Ngọc Xuân gắt gao nhìn chầm chầm hứa thất an mà tự nhủ. Hứa thiện, đùa gì chứ? Rõ ràng giống y như Ninh Yến. Hứa thất an gượng cười đáp. Là ta, ta chưa chết. Nghe được câu trả lời này, sắc mặt của tất cả mọi người nơi đây liền trở nên rạng rỡ. Bọn họ chạy như điên đến bên cạnh hứa thất an mà liên tục nắn bóp mặt cậu, đồng thời không ngừng hỏi. Sao cậu chưa chết? Rõ ràng cậu đã chết rồi mà. Dung mạo thay đổi lớn là sao? Cậu làm thế nào hồi sinh nói chúng tôi nghe đi. Sống. Thật sự là sống. Nóng hỏi. Thấy thái độ quá khích của bọn họ. Hứa thất an vội và bảo. Cái này lát sau giải thích. Lát sau giải thích. Sau đó cậu chỉ về biểu tượng Ngân La trước ngực mà nghiêm túc nói với Lý Ngọc Xuân. Đại ca, ta thành Ngân La rồi. Lý Ngọc Xuân bấy giờ vô cùng vui mừng vì cậu vẫn còn sống. Nhưng vẫn ra vẻ trầm ổn mà khen ngợi. Tốt lắm. Không uổng công ta vất và bồi dưỡng. Hứa thất an lúc này nghiên mặt về phía sau bảo. Trung ly qua đây, giới thiệu đại ca của ta cho cô. Đồng thời kéo cô nàng chấn ra trước mặt mình. Lý Ngọc Xuân vừa thấy bộ dạng của Trung ly liền sửng sờ kêu lên. Cái gì? Hắn nhìn kỹ cô nàng mà đánh giá qua một lượt. Đầu tóc rối bời, vải thô trường bào đầy nếp nhăn, không thấy mặt. Cảm giác sau lưng có con rắn lạnh bò qua. Sau đó hắn lấy hai tay che mắt mình lại. Hoảng sợ gầm thét lên, đây là cô nương nhà nào? Đây là cô nương nhà nào? hứa thất an thấy vậy liền vội vàng đuổi ngũ sư tỷ đi trung ly cô đến nhất đao đường của ta trước phía trước quẹo phải là đến trung ly hà một tiếng ủy khuất rời đi dương nghiên ngạc nhiên lập lại nhất đao đường hứa thất an cười tiếp mắt đáp sau khi ta thành ngân la cũng có đường khẩu của mình tống đình phong cùng châu quảng hiếu nghe vậy liền không khỏi ngưỡng mộ trong lòng tiếp theo hứa thất an giải thích chi tiết chuyện hồi sinh của mình với mọi người khương luật trung trực trực cảm thán thoát thai hoàn có thể để người ta bỏ đi lớp vỏ cũ nhận được cơ thể mới nghe nói lúc trước bệ hạ từng xin giám chính giám chính không cho thử thái vi đó có phải là người tình của tiểu tử cậu không hứa thất an không trả lời mà tiến đến ôm bả vai tống đình phong bảo không nói mấy cái này hiếm khi các anh em trùng phùng tôi đến giáo phường tư khoái hoạt ai ngờ tống đình phong gạt tay nói ta không đến giáo phường tư nữa hắn sau đó đứng thẳng lưng hướng về phía lầu bảy mà làm ra vẻ nghĩa chính ngôn từ ninh yến à cậu thay đổi ta cũng thay đổi ta không còn là ta lúc trước nữa tống đình phong bây giờ là một người nhuệ ý cầu tiến khắc khổ tu hành nghe hắn nói vậy hứa thất an quay sang nhóm đồng liêu mà lớn giọng bảo được rồi được rồi hắn không đi thì thôi chờ sau khi mọi người báo cáo xong tối nay cùng đến giáo phường tư uống rượu ta mời chúng đồng liêu nghe hứa thất an mời liền đại hỉ sau đó cậu tiến tới khoát vai châu quảng hiếu cười tiếp mắt nói ta còn nợ cậu 5 lần giáo phường tư từng viết giấy nợ tống đình phong nghe được câu này liền há hốc mồm hối hận hắn mặt dày tiến lại nhắc nhở ninh yến trong giấy nợ cũng có ta hứa thất an quả quyết từ chối cậu không thể đi hứa thất an sắc mặt nghiêm túc nghĩa chính ngôn từ cậu không còn là tống đình phong lúc trước nữa chuyện uống rượu mua vui phóng đãng hình hài do tôi và quảng hiếu làm cậu là Tống Đình Phong nhuệ ý cầu tiến. Nghe những lời này Tống Đình Phong quê đến đỏ cả mặt, nhưng sau đó hắn cũng lớn tiếng gầm lên. Tối nay ta cũng muốn đến giáo phường tư uống rượu, thấy vẻ quay xe 180 độ của hắn cả bọn liền cười châm chọc. Ha 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 ha. Điểm dừng chân của sứ đoàn Phật Môn là trạm Tam Dương của thành Tây, cũng là trạm lớn nhất ngoài thành, viện lượng tiến, trong vườn trồng ba cây liễu trăm năm, tên từ đó mà đến. Sau khi trò chuyện với đồng liêu, Hứa Thất An một mình đến trạm Tam Dương hỏi thăm thông tin. Lúc này Dịch Tốt đi đến một bên ngõ hẻm rồi cung kính dâng lên phần danh sách. "Đại nhân, đây là danh sách sứ đoàn Tây Vực lần này. Đại sư dẫn đội có pháp hiệu là Độ Ách." Đại sư Độ Ách vừa ứng chiếu vào cung, không ở trạm. Hứa Thất An nhận lấy phần danh sách rồi khen ngợi: "Làm tốt lắm." Đồng thời ném một hạt bạc vụn vào tay hắn. Dịch Tốt nhận lấy liền vui vẻ cảm tạ: "Cảm ơn đại nhân." Đợi tên dịch tốt rời đi hứa Thất An mới cởi bỏ phần tóc giả trên đầu mình ra. Cậu sờ mớ tóc mới mọc của mình mà tự an ủi bản thân, một chút lông khó khăn lắm mới mọc ra, chỉ có thể hy sinh rồi. Mấy phút đồng hồ sau, một vị hòa thượng cương dương Tuấn Lãng từ ngõ hẻm đi vào khẩu môn dịch trạm. Thủ vệ không phải dịch tốt mà là hai vị tăng nhân trẻ tuổi chào đón. Vị sư huynh này, xưng hô thế nào? Hứa Thất An chắp tay trước ngực, niệm tụng pháp hiệu, biết được bổn tông đồng môn đến từ Tây vực đặc biệt đến bái kiến a di đà phật bần tăng thanh long tự hàng viễn thanh long tự hàng viễn hai tên tăng nhân cũng không phải dễ gạt gẫm nhìn kỹ hứa thất an hỏi hàng viễn sư huynh chưa từng thủ giới hứa thất an ngữ khí khó chịu bảo bần tăng tu võ tăng hai tên tăng nhân bừng tỉnh đại ngộ ngữ khí lập tức thay đổi khách khí hàng viễn sư huynh mời bên này hứa thất an tại thủ vệ tăng nhân chỉ dẫn đi đến nội viện tăng nhân trẻ tuổi dừng lại trong sân rồi chắp tay trước ngực nói ta đi thông báo tịnh trần sư thúc hứa thất an hành phật lễ đáp lại phiền sư đệ nhìn qua tăng nhân trẻ tuổi tiến vào gian phòng nào đó hứa thất an hồi tưởng đến trên danh sách nhân vật lần này sứ đoàn tây vực tổng 21 người vai vế cao nhất đương nhiên là lãnh đạo của sứ đoàn lần này độ ách đại sư sau đó có hai người phân biệt là tịnh trần và tịnh tư xem pháp hiệu hai vị này chắc là sư huynh đệ tại lúc đang nghĩ ngợi tăng nhân trẻ tuổi đẩy cửa bước ra mời Hằng viễn sư huynh mời vào Hứa Thất An liền theo tăng nhân trẻ tuổi tiến vào phòng. Phòng bên trong là một vị hòa thượng với khuôn mặt mượt mà, vành tai đầy đặn đang ngồi xếp bằng dưới sập. Hứa Thất An chắp tay trước ngực, "Tịnh Trần sư huynh." Tăng nhân trung niên đáp lễ, "Hằng Viễn sư đệ." Đợi Hứa Thất An ngồi xuống Tịnh Trần mới lên tiếng, "Ban thụ sư huynh vừa về tự." Hứa Thất An trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Hắn muốn nói hòa thượng của Thanh Long tự lúc này cũng mới vừa có được thông tin sứ đoàn vào kinh, ban thụ chủ trì vừa về đến Thanh Long tự. Không có nguyên nhân đặc biệt sẽ không để tiểu tăng trong tự đến làm phiền. Đây là đối phương đang thăm dò. Đối với cái này cậu sớm đã nghĩ sẵn trong đầu, không nhanh không chậm nói. Bần tăng sớm đã rời tự nhiều năm. Tịnh Trần Hòa thượng mỉm cười hỏi, hàng Viễn sư đệ đến có việc gì? Hứa Thất An vô thức đáp, bần tăng. Nhưng sau đó cậu kịp phản ứng lại mà thầm nghĩ, xem chút quên nói dối, chỉ muốn nói rõ mục đích của mình. Âm thanh của hắn như có một loại ma lực nghĩ đến đây trong lòng hứa thất an liền không khỏi run lên ngũ phẩm luật giả